Vâng, GMLO xin mến chào toàn thể các bác nhé. Và trong video clip ngày hôm nay, em trân trọng được review cũng giới thiệu đến các bác một mẫu đẩy có thể nói là cực kỳ chất lượng của hãng DB Acoustic. Và nói đến các dòng đẩy trên thị trường thì đơn vị em luôn sẵn hàng. Như vậy thì đây những ngày cận kề Tết đây, có người nhìn hàng bên em về. Đây là một chỉ một không gian nhỏ, mà hàng đang bày sẵn thôi nhé các nhé. Còn nói đến đẩy công suất bên Hiếu Minh, đấy, nó sở hữu tổng cộng là đối với hàng mới này nhé. Hàng đẩy mới nhập khẩu này thì em sở hữu tổng cộng là 46, 47 mã đẩy khác nhau, gồm các hãng DB, AP, PS, TD và Adly là những hãng có tên tuổi cũng như thương hiệu trên thị trường được phụ bác anh em trong nhiều năm qua. Và đây mẫu đẩy mới em đã hết hàng trong một tháng qua thì đến ngày hôm nay tiếp tục có hàng lại để phụ bác anh em. Đây là con đẩy sử dụng mạch Class H, tiếng cực kỳ hay không nhá, tiếng sáng sạch. Những cái dòng đẩy mạch cờ này thì em đã quay ở clip trước là em đã review nội thất rồi. Thì ngày hôm nay trong một clip này, thứ nhất em quay ngoại quan cũng như thông báo hàng về để các bác cùng biết có nhu cầu mua sắm để ghép cho mình những bộ dàn ở phân khúc tầm bán cao cấp và cao cấp thì bác được sử dụng cho con đẩy này. Vì như vậy thì khi ghép vào những bộ dàn mà ở phân khúc đẩy 4 kênh ấy, thì đa số bộ dàn của bác nó sẽ dao động khoảng 30 đến hơn 30 triệu hoặc 40-50 triệu đó. Nên nó đòi hỏi phải con đẩy nó chất lượng một chút thì con TA-408 này sẽ đáp ứng nhu cầu đó để cho tiếng âm nó ra hay hơn, sạch hơn vì sử dụng mạch Class H các bác nhé. Và trên thị trường thì có rất nhiều các dòng đẩy khác nhau cũng như có rất nhiều các dòng mạch khác nhau. Nhưng để thẩm âm và được kiểm định thì mẫu đẩy này là em rất ưng ý để giới thiệu đến toàn thể các bác cũng anh em. Đó. Mặt đằng trước thì nó sử dụng mặt mà phanh nhôm cắt CNC liền khối nhé. Cắt CNC liền khối này với điểm nhấn của nó là rất là đẹp và mặt màu ghi, nhôm ghi. Và cái thứ hai nữa là bốn cái chiếc áp nó khoanh vòng cắt CNC đây, rất đẹp với hệ thống đèn nháy. Và nói đến các sản phẩm đẩy của DB nói chung hay các mẫu thiết bị của DB Acoustic thì được bên Hiếu Minh bảo hành cho các bác đến tận 2 năm các nhá. Có những thiết mẫu thiết bị vàng bảo hành đến 3 năm nên các bác yên tâm sử dụng. Vì thời điểm này là thời điểm thứ nhất công nghệ và cái thứ hai nữa các bác mua sắm được bên nhà hãng cũng như tại đơn vị Hiếu Minh Auto hậu mãi phục vụ bác khách hàng là bảo hành rất là dài. Để bác nhìn các thanh tản nhiệt đằng sau này. Thì tính năng của những dòng đẩy Class H này biết rồi. Về độ sáng sạch, nó đặc thù tính của nó là về tiếng sạch đâu nhá. Và cái thứ hai nữa là đánh nó mát máy hơn so với dòng đẩy khác vì nó sử dụng là thanh tản nhiệt đúng nhá, thanh tản nhiệt này. Đấy. Nó rất là đơn giản. Nó sử dụng sò của nó sử dụng sò MOSFET khuếch đại. Đấy, nó gọn gàng hơn, nó không quá lặng lề. Sử dụng tín hiệu đầu vào của nó sử dụng 4 tín hiệu vào bằng calon hết và tín hiệu ra bằng tất cả bằng lưu trích các bác nhé, nhìn trông rất là sang và dây nguồn liền khối. Và đối với các mẫu đẩy này thì tại hai cơ sở bên Hiếu Minh là cơ sở 1 364 Quang Trung Hà Đông Nội, cơ sở 2 là 48B Cư Xá Ba Điểm Quốc lộ 2 Hóc Môn Thành phố Hồ Chí Minh, cách bến xe An Sương 500m cùng chiều bến xe An Sương các bác nhé. Thì luôn sẵn hàng đối với các mẫu đẩy của hãng nói chung và những các mẫu mà loa bãi nói riêng. Thì báo cáo bác thì đơn vị em mở cơ sở mới trong Sài Gòn là được gần một năm nay rồi. Thì được sự tin yêu của các bác thì mua hàng ngày vẫn phục vụ bác với những sản phẩm âm thanh chất lượng cũng như vẫn nhận nâng cấp đổi cáp cho các bác cũng anh em. Thì đối mẫu đẩy này cũng vậy. Ngoài cái mức giá tốt của nhà đơn vị em bán cho các bác thì em cũng nhận nâng cấp đổi cáp cho anh em để các bác có trải nghiệm những sản phẩm đẩy cao cấp hơn. Đây là con đẩy với công suất cho ra là 800W một kênh không nhá. 4 kênh. Nhà 4312 là 3200W ở tất cả là 4 kênh tổng ở chế độ 8 ohm và mỗi kênh của nó 800W. Có lưu ý những sản phẩm đẩy của hãng thì cái công suất của nó là công suất thực và mỗi kênh 800W này có thể đánh được tốt một cặp 30 đơn một kênh hoặc tối đa là một cặp 40 coi 75 76 kênh không nhá. Còn nếu trường hợp bác đánh coi 100 thì các bác phải lấy con đẩy tầm 1200 đến 1300W trên một kênh thì mình đánh được. Đấy. Sản phẩm đẩy chính hãng, đây là vì mình Hiếu Minh quay nên em đã bày sẵn ở đây. Con đẩy mới tinh nguyên đai nguyên kiện nhưng mà một mình em hôm nay là thiếu người, em đi lắp đặt. Thì sản phẩm chính hãng rất dễ nhận diện với nhé. Thứ nhất là bên em là đơn vị uy tín bán hàng. Cái thứ hai sản phẩm chính hãng bao kích hoạt được đây rồi nhé, kích hoạt này. Và có một cái tem lá cờ nó sử dụng tất cả các linh kiện có linh kiện nhập khẩu, linh kiện của Hàn Quốc, linh kiện của Nhật Bản và linh kiện của Mỹ. Đó là các cái gì mà đây nó có thể nói là một con đẩy có đây là mình nói lôm na nó hơi bốc lên một tí gọi là thương hiệu Mỹ nhưng thực ra nó là linh kiện nhập khẩu chất lượng để phụ bác anh em bảo hành đến tận 2 năm. Các đơn vị khác thường bảo hành cho bác 1 năm nhưng đơn vị Hiếu Minh được ưu ái của bên nhà hãng thì đối sản phẩm của DB
hầu như 100% bảo hành tối thiểu 2 năm và có những thiết bị bảo hành đến 3 năm các bác nhé. Và đây mẫu đẩy mới em đã phối ghép với rất nhiều các combo bộ dàn cho các khách hàng yêu âm thanh trên mọi miền Tổ quốc trong vòng 3 năm qua, 4 năm qua từ ngày nó sản sinh ra con đẩy này. Vì thứ nhất là về độ sáng sạch của nó, và cái thứ hai nó nhẹ nhàng, và cái thứ ba là nó không bị nó chỉ trọng lượng con này chắc đâu hôm nay em không có cần đây, trọng lượng đâu đó chỉ khoảng độ hơn 20 cân một tí thôi. Vì đây em sử dụng mạch glass thì có mỗi bàn kính nguồn đây này, và cái độ sâu nó không quá sâu. Ở đây có một thước em bán tay tay với nhá, kích thước là 1 gang này, 2 gang. Bề sâu của nó rơi khoảng 45 46, nó rất là gọn. So với những con đẩy khác, 4 kênh khác thì nó sẽ ra độ sâu nó sẽ ra khoảng 60, khoảng 65, thì con này nó chỉ sâu khoảng 46 47. Nó ngắn hơn, nó gọn hơn. Khi bác xếp vào kệ tủ thì nó không bị phải cắt kệ. Đấy, dòng này thì nó rất là gọn luôn. Và cái nữa là hiệu suất nó cao, đánh nó mát máy hơn. Đó. Đây là những dòng bảnh dòng đẩy mạch đời cao mà. Tất cả linh kiện bác nhìn các cái vành đồng của nó này. Vì dòng này em đã có bài mở nội thất rồi thì hôm nay em review lại thôi. Thì cái giờ và thông báo hàng về cho bác thì cái mặt thanh bác nhìn các thanh tản nhiệt đồng nó này. Vàng óng ngựa luôn. Đó, nhiều. Đấy. Phải nói là rất là chất. Và ở phân khúc 4 kênh thì em đánh giá rất là cao chiếc em đẩy này. Và một cái nữa là mà em quên, không, bây giờ mới tự dưng mới nhớ ra, đó là con đẩy này có tính năng chống chập tai loa. Và tất cả dòng đẩy của DB Acoustic đều có tính năng chống chập tai loa, mà không phải bên hãng nào đều có nhé. Không phải hãng nào đều có chống chập tai loa đâu nhé. Vì cái tính năng chống chập tai loa bình thường các bác để mua một con đẩy có tính năng chống chập tai loa thì nó sẽ đắt hơn khoảng, đang có chuyện cùng vụ nhà 7 triệu mà bác mua có tính năng, vì cái tính năng chống chập đó bác mua linh kiện ấy để ghép tính năng chống chập đó ấy, thì nó mất khoảng 500-600 ngàn đồng. Thì đa số các hàng hãng thông thường khác ấy, thì hầu như là cắt giảm cái tính năng đó đi để là giảm thiểu giá thành, rồi là để tăng lợi nhuận lên, nhà để tăng lợi nhuận cho nhà bán, nhà tăng lợi nhuận cho nhà phân phối. Nhưng đối với hàng hãng DB thì cái giá thành cũng rất là hợp lý, và cái đặc điểm đó là cái mạch này đã khẳng định trong thời gian bán hàng qua, cũng như là nó đầy đủ tính năng, cả tính năng chống chập dây loa, nó an toàn cho bản thân con đẩy này và an toàn cho thiết bị thị dàn của bác khi phòng trường hợp chập cháy các bác nhá, chập cháy. Đấy là những gì mà em muốn chia sẻ cũng như thổ lộ đối với con đẩy chất lượng này, hôm nay em review chi tiết. Anh em có nhu cầu thì liên hệ em qua hai số điện thoại đây, đối khu phía Bắc là Hiếu Minh cầm hai số này, và khu phía Nam là cậu em cầm số này. Và các bác có thể đến tại cơ sở Hiếu Minh là 364 Quang Trung Hà Nội và 48B Cư Xá Ba Điểm Quốc lộ 22 Hóc Môn Hồ Chí Minh. Và như thì ngoài rất là lâu rồi, mấy thời gian gần đây là em review rất nhiều hàng bãi, nhưng đến ngày hôm nay em sẽ cố gắng review lại các sản phẩm hàng mới để cho anh em biết là tại đơn vị Hiếu Minh Auto luôn sẵn và luôn sẵn sàng với rất nhiều cái hàng mới, rất nhiều các hãng, rất dòng loa mới, những dòng đẩy mới và những dòng vang mới, mic mới, lọc mới, rồi là lâng tiếng mới, quản lý nguồn mới, rất nhiều các nhé. Báo cáo bác trên kênh, đây chỉ một phần thôi, các bác xem kênh em bác biết rồi đúng không ạ? Ở những buổi live stream em bày ra rất nhiều, nhưng hôm nay là mình em quay, em review lại sản phẩm cho anh em, cũng như các bác có nhu cầu thì liên hệ em, cũng như là có nhu cầu bờ sát cận kề những ngày Tết rồi, các bác có nhu cầu mà mua sắm, hoặc trước đây các bác đang trải nghiệm những sản phẩm nó ở phân khúc thấp thì nay muốn trải nghiệm ở những phân khúc cao cấp hơn mà mình đang thừa những sản phẩm là mình không biết để ở đâu, thì có thể liên hệ đơn vị em để em có giải quyết cho các bác, đó là thâu lại sản phẩm cho các bác để các bác đổi các và với mức giá thành cực kỳ hợp lý cho các bác anh em sử dụng nhé, và được bảo hành dài và chất lượng các bác nhé. Và xin thân ái chào tạm biệt tất cả các bác nhé.